Trai độc thân chưa một lần hỏi vợ, muốn tìm bạn để trao đổi văn thơ. Nếu hợp nhau sẽ tiến tới hỏng chờ, xin thành thực đừng làm tôi đau khổ. Tối hôm qua nghe mẹ già than thở, từng tú này mà chưa có con dâu. Lỡ mai đây khi mọi gối bạc đầu, không cháu nội thì tú già quạnh quẻ. Đó là những câu thơ vui mà ông bà ta hay nói với nhau để con cháu của mình sớm hỏi cưới vợ chồng. Hay như thời đại bây giờ, cứ mỗi lần về quê là người trong gia đình lại súng lại hỏi: bao giờ mày lấy vợ, hay chừng nào mày có chồng? Trong thế giới bóng đá cũng có một anh chàng như vậy. Anh ta năm nay gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy vợ, khiến cho các fan nữ buồn vui lẫn lộn. Chúng ta đã nhắc đến Son Heung-min, tiền đạo của câu lạc bộ Tottenham Hotspur và đội tuyển Hàn Quốc. Vậy lý do gì khi tiền đạo này vẫn chưa chịu lấy vợ? Bạn có thắc mắc không? Sau đây chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời vì sao Sonny vẫn đang độc thân nha. Trai tân tức trai chưa vợ, chưa vợ không đồng nghĩa với chuyện còn zin. Tại Hàn Quốc, Son Heung-min còn được người ta gọi là Sonando, một phần vì phong cách chơi bóng tương đồng với Cristiano Ronaldo, một phần ở khả năng sát gái của anh chàng. Bộ sưu tập người tình của Sonny từ trước đến nay đều là những mỹ nhân có tiếng trong làng showbiz Hàn Quốc. Thế nhưng tiền đạo này chưa từng muốn tiến tới hôn nhân với bất kỳ cô gái nào. Trong buổi phỏng vấn trên tờ Guardian, Son Heung-min đã lên tiếng giải thích vì sao anh chưa làm đám cưới. Theo đó, Son đã bật mí rằng anh không muốn kết hôn trước khi ra từ bóng đá vì nghe theo lời khuyên của cha, ông Son Woo-jung. Cha tôi giải thích vì sao tôi chưa nên lấy vợ và tôi cũng đồng ý. Ông ấy nói với tôi rằng khi kết hôn, số 1 sẽ là gia đình, vợ con, sau đó mới là bóng đá. Tôi muốn khi đang chơi bóng ở phong độ và đẳng cấp cao nhất, bóng đá vẫn luôn là số 1. Bạn không biết mình có thể thi đấu chuyên nghiệp bao nhiêu lâu nữa. Khi giải nghệ, khi đã 33, 34, 35 tuổi, bạn vẫn có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc và lâu bền. Tôi chỉ mong rằng tôi sẽ làm mọi người hài lòng bằng cách cống hiến hết mình với phong độ cao nhất. Thật vậy, trái với những ngôi sao đã tạo dựng nên tên tuổi ở bóng đá châu Âu, một nửa của họ luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa số các huấn luyện viên ở châu Âu thích cầu thủ kết hôn và định cư tại nước họ thi đấu. Như vậy, cầu thủ sẽ có thể dành nhiều thời gian làm những việc ngoài sân cỏ, ví dụ như tiệc tùng hay bia rượu. Nhưng Son Heung-min không thích những hoạt động ngoài lề này. Tôi chỉ muốn làm mọi người vui vẻ bằng cách chơi bóng thật tốt. Khi chơi cho Tottenham tại sân Wembley, tôi có thể thấy nhiều cờ Hàn Quốc. Tôi muốn tập trung vào việc chơi bóng tốt, càng lâu càng tốt để không phụ lòng cổ động viên. Theo Sonny, cách suy nghĩ của người châu Âu và châu Á về gia đình cũng khác nhau. Mọi người vẫn thường hỏi tại sao đến bây giờ tôi vẫn sống cùng với gia đình. Nhưng chỉ tôi hiểu ai là người quan tâm tôi, ai có thể giúp tôi chơi bóng như hiện tại. Cả nhà đã từ bỏ cuộc sống của mình đến đây để tôi chơi bóng. Tôi biết ơn điều này rất nhiều và cần phải trả ơn. Son Heung-min nổi tiếng là cầu thủ rất hiếu thảo, luôn nghe lời chỉ dạy của cha mẹ và cũng là con trai của cựu cầu thủ Son Woo-jung. Bản thân Son Woo-jung cũng từng là một cầu thủ chuyên nghiệp, mồ hôi và nước mắt đã đổ ra không ít cho nghiệp của đội áo số. Ông hiểu rõ việc cần phải nghiêm khắc với chính bản thân và cậu con trai. Son Woo-jung bắt đầu huấn luyện Son Heung-min từ nhỏ với hy vọng nó có thể nối nghiệp ông. Ông Son có chế độ huấn luyện cực kỳ hà khắc và đặc biệt. Ông yêu cầu con trai mình tân bóng không được phép rơi xuống sàn trong suốt 4 giờ đồng hồ liền, khi Son Heung-min chỉ mới 10 tuổi. Ông ấy bắt cả hai anh em tôi tân bóng suốt 4 giờ đồng hồ liền. Hết giờ thứ 3, mắt tôi hiện lên đến 3 quả bóng. Tôi đã rất mệt, nhưng cha thì vẫn chưa ngu giận. Trong kiếp của Son Heung-min, cha của anh rất nghiêm khắc. Năm tôi 10 hay 12 tuổi gì đó, cha tôi đến huấn luyện đội bóng ở trường. Khi đó đang có khoảng 15 đến 20 cầu thủ nhí. Ông cũng yêu cầu tất cả phải tân bóng giống như tôi trong suốt 40 phút. Khi người khác làm rơi bóng, cha tôi không nói gì cả. Nhưng ngay khi tôi làm rơi, ông yêu cầu toàn đội phải làm lại từ đầu. Bạn bè của tôi hiểu đó là vì tôi là con trai của ông. Năm 2013, Football League của Hàn Quốc từng tiết lộ về 6 nguyên tắc vàng mà Son Heung-min được cha của mình khuyên dạy. 1. Là người đàn ông với thói quen sinh hoạt chuẩn mực. 2. Không đổ mồ hôi, không bao giờ có thành quả. 3. Duy trì thói quen đọc sách. 4. Luôn khiêm tốn. 5. Không sa đà vào mạng xã hội. 6. Hãy nhìn tấm gương thất bại của cha mình. Đây là 6 nguyên tắc vàng theo suốt sự nghiệp của Son Heung-min từ khi anh vừa đặt chân đến châu Âu khoác áo đội trẻ Hamburg cho đến khi thành danh trong ngõ của Leverkusen hay Tottenham Hotspur. Ông Son Woo-jung giải nghệ khá sớm khi chỉ mới bước sang tuổi 28. Đây là độ tuổi được xem là độ chín sự nghiệp với một cầu thủ chuyên nghiệp. Thế nhưng chấn thương đã tàn phá thể trạng và tâm lý của ông. Ông hiểu rõ sự khắc nghiệt của bộ môn thể thao này và luôn mong muốn cậu con trai Son Heung-min phải có nền tảng thật hoàn hảo và thành công. Về chuyện đầu tư,
Ông Son Heung-jun cũng cực kỳ nghiêm khắc với Son Heung-min. Dù là cầu thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc, nhưng Sonny lại có tư tưởng rất hiện đại khi đã được sớm ăn học và tiếp cận với môi trường bóng đá phương Tây. Anh gia nhập học viện của Hamburg vào năm 16 tuổi. Ngay cả phong cách thi đấu của Sonny cũng cho thấy một tư tưởng mới mẻ, bắt kịp thời đại và khác xa với những tiền đạo châu Á. Nền tảng thể lực là điểm mạnh của Son, điều vốn từng được biết đến là điểm yếu của những cầu thủ châu Á. Son Heung-min ăn tập rất khoa học và điều này giúp anh có thể tỏa sáng trong suốt một thời gian dài ở một môi trường khắc nghiệt như bóng đá Anh. Son Heung-min là cầu thủ rất hào hoa, được đồn đoán cặp kè với rất nhiều mỹ nữ Hàn Quốc, nhưng chưa có cuộc tình nào kéo dài quá lâu. Sonny vẫn đang mãi đuổi theo trái bóng tròn. Từng có thời điểm, người hâm mộ rất bất ngờ khi nghe tin anh hẹn hò với Jisoo của Blackpink, nhưng sau đó YG Entertainment, đại diện công ty quản lý nữ ca sĩ, cũng nhanh chóng phủ nhận nghi vấn hẹn hò. Đây không phải lần đầu tiên Son Heung-min vướng vào những tin đồn tình ái với những mỹ nhân showbiz. Trước đó vào năm 2014, tiền đạo sinh năm 92 từng bị bắt gặp đang hẹn hò với Bam Mina, cựu thành viên của Girls' Day. Hai người hẹn hò trong thời gian vài tháng, sau đó chia tay vì Son Heung-min quá bận rộn ở châu Âu. Một năm sau, tiền đạo của Tottenham Hotspur tiếp tục cặp kè với người đẹp nóng bỏng Yoo Soo-young. Sau khi công ty đại diện của Yoo xác nhận mối quan hệ này, cô thậm chí lên tiếng mong muốn tiến tới hôn nhân với Sonny. Tuy nhiên, mối quan hệ này bị phản đối từ nhiều phía, đặc biệt là từ cha của Son Heung-min. Cuối cùng, trước áp lực gia đình cũng như người hâm mộ tấn công về mặt tinh thần, Son Heung-min cũng đã chia tay Yoo Soo-young để quyết định tập trung vào bóng đá. Yoo Soo-young cũng luôn xuất hiện với hình ảnh gợi cảm cùng những mẫu trang phục nóng bỏng. Đây là một trong những lý do ông Son Heung-jun lo lắng Son Heung-min bị ảnh hưởng đến sự nghiệp. Ông Son Heung-jun rất muốn con trai của mình tập trung toàn ý để phát triển sự nghiệp bóng đá, tạm gác lại chuyện tình cảm riêng tư. Son Heung-min luôn một mực nghe theo lời cha và hứa với cha mình là không kết hôn cho đến khi treo giày. Nhiệm vụ của tôi là đền đáp sự ủng hộ của những người hâm mộ. Mỗi khi tôi chơi bóng lúc 3 giờ chiều, khi đó Hàn Quốc đã là nửa đêm. Nếu tôi đá Champions League vào lúc 8 giờ tối, điều này có nghĩa các cổ động viên ở quê nhà phải thức dậy vào lúc 4-5 giờ sáng để xem tôi. Vì vậy, tôi phải báo đáp tình cảm từ họ. Điều quan trọng nhất của một cầu thủ giỏi không chỉ nằm ở tài năng mà còn là ý chí. Tôi muốn giống như thần tượng của mình, Ronaldo, người đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để đạt được ước mơ. Quả thật, ông Son Heung-jun, cha của Son Heung-min, là người ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh. Hiện tại, Son Heung-min chỉ tập trung hoàn toàn vào nghiệp thi đấu trong mã của Tottenham Hotspur cũng như đội tuyển Hàn Quốc, nên chưa màng đến chuyện lập gia đình. Sonny đang thăng hoa trong mùa ảo của Spurs. Anh đã có được 20 bàn thắng và đang kém người dẫn đầu Mohamed Salah 2 bàn. Còn 3 trận đấu nữa để Son Heung-min có thể tranh đua với tiền đạo người Ai Cập cho danh hiệu chiếc giày vàng ngoại hạng Anh. Và hy vọng một ngày không xa, khi đã gặt hái được đủ thành công trong sự nghiệp bóng đá viên mãn, Sonny có thể lên xe hoa với một nửa kia của cuộc đời. Và khi đó chắc chắn, ông Son Heung-jun sẽ là người mỉm cười đầy hạnh phúc.